chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Đài Phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Bến lức tập trung các công trình giao thông, huyện Vĩnh Hưng đã thu hoạch khoảng 26.000 hectare lúa hè thu. Cần Chuột tăng cường công tác quản lý các điểm, cơ sở mua bán phế liệu. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Ông Nguyễn Trang Tạo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa đã có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên ở huyện với chủ đề công tác chăm lo phát triển thanh niên. Tham gia buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện. Tại buổi đối thoại, có nhiều câu hỏi được các bạn đoàn viên thanh niên đặt ra xoay quanh những vấn đề mà các bạn quan tâm, như nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện còn ít so với nhu cầu vay vốn của thanh niên, có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh nghiện game hiện nay để tránh tình trạng các em bỏ học, vi phạm pháp luật, chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác đoàn ở cơ sở, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách về xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Trang Tạo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của đoàn viên thanh niên tại buổi đối thoại. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở huyện cũng nêu lên một số giải pháp mà huyện sẽ thực hiện trong thời gian tới để đáp ứng theo những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Buổi đối thoại, đây là dịp để đoàn viên thanh niên được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng liên quan đến chế độ chính sách của đoàn viên thanh niên. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo ở huyện kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách chăm lo phát triển đối với thanh niên huyện nhà trong giai đoạn hiện nay. Những tháng cuối năm là thời gian cao điểm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình giao thông nông thôn và triển khai nhiều công trình mới. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, huyện Bến Lức cơ bản hoàn thành các công trình giao thông nông thôn trọng điểm, góp phần phục vụ việc đi lại, nhu cầu giao thương của người dân vùng nông thôn. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã sớm lập kế hoạch duy tu, sửa chữa cầu đường và làm mới lộ giao thông nông thôn, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, gắn công tác này với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân cùng nhau góp sức xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền chỉ đạo sâu sát nên nhiều công trình giao thông nông thôn khi triển khai đều được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp tiền, góp sức thực hiện. Ông Cao Minh Sơn, trưởng ấp 1, xã Tân Bửu cho biết. Nghị quyết của đảng ủy đột phá chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó mới chi bộ mới lên kế hoạch triển khai từng cán bộ đảng viên, các chi tổ hội thông suốt, thấm nhuần rồi là từng chi tổ hội, cán bộ đảng viên là một tuyên truyền viên, vận động từng tổ dân cư, đồng thời đến từng nhà, từng hộ, từng nhà. Khi mà nhân dân người ta thấy là cái quyền lợi và cái nghĩa vụ của người dân, thì từ đó dân dân ta tham gia hưởng ứng tích cực. Cùng với xây dựng mới, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, huyện Bến Lức cũng phát động phong trào trồng cây xanh ven đường để tạo cảnh quan môi trường, chống sạt lở đối với các lộ giao thông nông thôn gần các kênh mương thủy lợi. Đồng thời vận động nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ các công trình chung, không ỷ lại hay trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, như tự sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn, không đổ đất ra đường làm rãnh để đường dễ thoát nước, chống sạt lở. Ông Nguyễn Văn Quang, người dân xã Tân Bửu nói: Thấy được mở con đường này cũng lợi ích cho bà con xóm làng, chứ là các em nhỏ đi học là khỏi lầy lội hoặc là chuyên chở rồi nó cũng thuận tiện. Thì sau đó là cũng góp phần với địa phương đi tham gia thu bà con đóng góp để là góp phần nhà nước nhân dân cùng làm. Thì cũng hoan nghênh là coi như là nhà nước đã tuyên truyền xuống là mở lộ vô nông thôn mới. Những con đường được thảm nhựa thẳng bon, hai bên trợp bóng mát xuất hiện ngày càng nhiều ở huyện Bến Lức. Đó là những con đường của ý đảng lòng dân. Tính đến nay, toàn huyện Vĩnh Hưng đã thu hoạch khoảng 26.000 hectare lúa hè thu năm 2016, trong tổng diện tích gieo xạ 29.000 hectare. Như vậy, số diện tích còn lại là khoảng 3.000 hectare, đang trong giai đoạn chính tập trung nhiều ở các xã như Vĩnh Bình, Tương Bình. Vụ hè thu này, số diện tích đã thu hoạch năng suất đạt từ 5,5 đến 7 tấn lúa tươi một hectare. Hiện lúa tươi được các thương lái thu mua với giá từ 4.500 đến 6.500 đồng một ký tùy từng loại giống, như IR50404 là 4.500 đồng một ký, VD20 6.500 đồng một ký. Với giá bán như trên trừ chi phí, nông dân có lời khoảng trên 7 triệu đồng một hectare.
Theo dự báo của các ngành chức năng, hiện có khoảng 3 loại đối tượng dịch hại xuất hiện tấn công gây hại cho lúa là chuột, bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt do nấm. Do đó, đáng lo ngại nhất là chuột, bởi chuột có thể di chuyển từ những cánh đồng đã thu hoạch sang để cắn phá. Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 làm nhiều nơi có mưa kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về, nên nước lũ đã dâng nhẹ. Tuy nhiên, giới trò lúa hiện nay sẽ đảm bảo ăn chắc trước khi có lũ về. Đối với những diện tích đã thu hoạch, nông dân cần tranh thủ cày ải, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị ngâm lũ. Hiện nay, dọc theo các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Cần Chuột có rất nhiều điểm cơ sở mua bán phế liệu đang hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều điểm thu mua phế liệu nằm trong các khu dân cư, hoạt động tự phát, không tuân thủ theo các quy định về kinh doanh, môi trường, phòng chống cháy nổ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, mỹ quan khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các điểm cơ sở mua bán phế liệu, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cần tập trung phối hợp các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thu mua, tái chế phế liệu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở trong hoạt động kinh doanh phế liệu, phải đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thường xuyên phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, xử lý các điểm cơ sở mua bán phế liệu vi phạm. Theo đó, đối với các cơ sở có giấy phép kinh doanh nhưng chưa tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, tùy theo mức độ phải xử phạt hành chính, đồng thời ấn định thời gian khắc phục và hướng dẫn thực hiện kinh doanh đúng các quy định. Đối với các cơ sở không có giấy phép kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng ngành nghề nhưng nằm trên các trục đường chính, cần tiến hành xử phạt vi phạm, định hướng chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp hoặc cưỡng chế yêu cầu chấm dứt hoạt động nếu không thực hiện theo các quy định của pháp luật. Thời gian qua, Hội khuyến học huyện Thủ Thừa đã tích cực nỗ lực hoạt động, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn được cấp sách đến trường. Hội hiện có 13 trên 13 hội cơ sở xã thị trấn, với tổng số hội viên toàn huyện lên trên 22.000 hội viên. Từ đầu năm 2016 đến nay, hội đã tổ chức trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh giỏi, tặng quà giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, sửa chữa trường, bổ sung cơ sở vật chất dạy học với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hội còn vận động cấp phát cơm trưa cho học sinh nghèo ở trường Trung học Phổ thông Thủ Thừa, Trung học Phổ thông Thủ Khoa Thừa và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, mỗi ngày 54 suất cơm và phối hợp tiếp sức mùa thi cấp phát cơm cho học sinh thi tú tài năm 2016 có tổng trị giá gần 280 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo ngay từ đầu năm, đến nay, huyện Vĩnh Hưng đã có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo thông qua nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ có điều kiện vay vốn để làm kinh tế và áp dụng các chính sách hỗ trợ đúng quy định. Riêng những hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ vay vốn thêm để đầu tư chăn nuôi sản xuất, tránh trường hợp tái nghèo trở lại. Đến nay, các ngành liên quan huyện đã tiếp tục điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2016-2020. Thì hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.242 hộ nghèo, tỷ lệ 8,92% và trên 1.000 hộ cận nghèo, tổng số 13.918 hộ dân, chiếm tỷ lệ 7,10%. Bằng phương pháp đa chiều thì sẽ giúp các ngành chức năng đánh giá thực chất hơn các hộ nghèo, từ đó có biện pháp hỗ trợ thiết thực, giúp cho các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, huyện đang rà soát và tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây tặng 22 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết và cho các hộ khó khăn về nhà ở với số tiền 742 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Huệ tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1962, hiện cư ngụ tại ấp 4, xã Mỹ Thành Đông. Hộ của ông Bình thuộc diện hộ nghèo của xã, gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích sử dụng là 32m2 với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Do Ban vận động quỹ Ngày vì người nghèo huyện vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Võ Văn Á, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Huệ đã trao quyết định quyền sử dụng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình, đồng thời động viên gia đình ông tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, thông qua nguồn hỗ trợ của Mạnh Thường Quân và Quỹ Ngày vì người nghèo, huyện Đức Huệ đầu tư kinh phí 355 triệu đồng để xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã, góp phần thiết thực giúp các đối tượng này có điều kiện ổn định nơi ăn chốn ở, an tâm sinh sống. Bảo hiểm xã hội huyện Thành Hóa đã củng cố kiện toàn, tổ chức đại lý thu ở các xã thị trấn và triển khai thu qua hệ thống bưu điện.
Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh để làm cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu và tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đạt mục tiêu lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Thạnh Hóa có 21 điểm thu của các đại lý thu phí bảo hiểm y tế được phân bố đều khắp 11 xã thị trấn. Ngoài ra còn 15 nhân viên điểm thu tại bưu điện Thạnh Hóa, các xã do bưu điện huyện làm đại lý. Việc phát triển thêm các điểm thu mua tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng tự đóng theo hộ gia đình. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Hóa, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự đóng theo hộ gia đình là gần 9.890 người, tăng hơn 35,9% so với cùng kỳ năm 2015. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thành đoàn Hà Nội cho biết, chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 đã bắt đầu khởi động bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, bao gồm thăm các mô hình sản xuất kinh doanh, tham gia giao lưu thủ khoa khởi nghiệp. Lãnh đạo thành phố gặp mặt thân mật lễ dân hương và ghi danh sổ vàng tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Dân miếu Quốc Tử Giám, trồng cây tại khu di tích Đền Già, Sơn Tây, Hà Nội. Năm 2016, Hà Nội tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học học viện trên địa bàn, trong đó có 62 nữ thủ khoa. Số thủ khoa ở khối ngành kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 30 người, đặc biệt có 2 thủ khoa kép, vừa thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa thủ khoa tốt nghiệp. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc, nâng tổng số các thủ khoa được vinh danh lên tới 1.533 người. Hiện Hà Nội đang áp dụng chính sách đãi ngộ theo nghị quyết số 14. Các thủ khoa xuất sắc nếu có nguyện vọng về làm việc trong các cơ quan đơn vị của thành phố sẽ được tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển, được hưởng hỗ trợ đãi ngộ thu hút một lần bằng 20 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm được tuyển dụng tiếp nhận. Từ khi thực hiện chính sách thu hút tài năng trẻ đến nay, Hà Nội đã tuyển dụng được gần 300 tài năng trẻ vào làm việc tại các cơ quan đơn vị. Trong số này có 147 thủ khoa, 57 người có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ cho 22 ngư dân bị chết, mất tích, thiệt hại do thiên tai và bị tàu Trung Quốc cướp phá, tịch thu tài sản, nhằm giúp ngư dân ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi, đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo đó, quỹ hỗ trợ mỗi suất 5 triệu đồng cho 5 trường hợp gia đình có người chết trên biển, hỗ trợ từ 35 đến 60 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại cho 17 trường hợp bị thiệt hại về tài sản, trang thiết bị, ngư cụ khi đang hoạt động trên biển. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ có thu hồi vốn gốc và phí sử dụng vốn cho các ngư dân có tàu bị thiệt hại do thiên tai và nhân tai gây ra. Cụ thể, hỗ trợ mỗi suất 700 triệu đồng cho 3 chủ tàu Nguyễn Chăn Cu, Nguyễn Hữu Quang, Đặng Dũng cùng trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và 500 triệu đồng cho chủ tàu Dương Văn Giàu ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn để đóng mới tàu cá. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là hơn 3,4 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 1.000 tàu thuyền thường xuyên đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nên việc hỗ trợ kịp thời như thế này sẽ giúp cho các ngư dân vững tâm hơn khi hành nghề. Hơn một năm đã trôi qua, nhưng câu hỏi về hiệu quả việc xử lý sự cố sau vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân, Trung Quốc vẫn chưa có lời giải đáp. Theo tờ South Morning China Post, công tác khắc phục hậu quả các khu vực đất nhiễm hóa chất đang diễn ra chậm chạp. Thông tin chi tiết về công tác này cũng không được công khai. Điểm sáng duy nhất sau sự cố là việc bố trí di dời và đền bù cho cư dân sống quanh khu vực này diễn ra rất khẩn trương. Tuy nhiên, những điều này vẫn không khiến cho người dân an tâm. Vụ nổ kho hàng tại cảng Thiên Tân gây chấn động dư luận Trung Quốc. Theo công bố chính thức từ các cuộc điều tra của chính phủ, nồng độ chất độc cyanide trong nước tại khu vực gần vụ nổ nhà kho ở Thiên Tân cao hơn mức cho phép 356 lần. Kho hàng này chứa 40 loại chất độc hại, bao gồm 1.300 tấn hóa chất oxy hóa dễ nổ, 700 tấn hóa chất, chủ yếu là cyanide và 500 tấn chất dễ cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hơn 170 người chết, gần 800 người bị thương. Vụ nổ cũng phơi bày nạn tham nhũng trong chính quyền địa phương. Khoảng 120 người, trong đó có nhiều quan chức tại Thiên Tân, đã bị thẩm vấn để phục vụ cho công tác điều tra. Một số nhân vật có liên quan đến vụ nổ đã bị xử phạt. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông báo đã tiến hành điều tra đối với ông Doãn Hải Lâm, Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân, do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Một cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng của quan chức Trung Quốc.
Quý thính giả thân mến, quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.